là xôi làm từ nếp tắc nhưng mà cũng theo hương vị của Bắc. Xôi ăn này là no cả ngày luôn á. Xôi này bao nhiêu một gói hả? 15.000 chị. Rồi xôi xôi xéo, xôi xôi sắn. Ở đây bán rất là nhiều xôi khác nhau. Dạ. Giá ai? Dạ giá thì mình chứ chưa, không rẻ mà. Bao nhiêu? 15.000. Cái hạt nếp tròn này chính là nếp Hà Nội ha. Nhân ở trong gồm có cái gì này? Đậu xanh nè. Dạ, ở ngoài bao là khúc. Rồi lá khúc hả? Dạ, lá khúc, tiêu, thịt xay. Chắc không phải thịt xay đâu. Mỡ, mỡ, cục mỡ này chị. Mỡ này. Dùm đây chị em. Thơm, thơm ăn khúc, thơm tiêu. Nói chung là cái xôi nó làm sao nó dẻo dẻo. Rồi còn xôi không bị bết lại à. Bán ở đâu em? Xôi bán ở đường Nguyễn Văn Trỗi. Rồi Củ Long. Rồi à, cái hệ thống này tên gì? Mứt chị, để em lấy cái xôi mứt phải không? Có cái kẹt. Xôi này họ làm bằng nấu bằng nếp Bắc phải Bắc khúc qua của Bắc không? Xôi có kiểu Bắc đó nè. Bắc hết.